Chị Trinh, chị biết sắp tới là có một cái ngày rất là đặc biệt, một cái ngày phải nói là ai cũng rất là sợ. Chị em đều sẽ phải nghĩ là người lớn đều sẽ phải nghĩ là chị biết ngày gì không? Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin cái gì công nghệ 3T được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Tên nó Hai Niu đúng không? Trời ơi, vô công nghệ 3T của tôi mà kêu Hai Niu là tôi đuổi ra liền luôn ha. Ok, và rất vui vì số này chúng ta lại gặp nhau và ngồi cái bên mình là nữ hoàng Ngọc Trinh. Trong video ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ như thường lệ, mình sẽ đã sàng lọc ra những câu hỏi và trong video này mình sẽ tư vấn và trả lời cho các bạn. Mời các bạn ăn kẹo bốn mùa nha các bạn. Số này rất là nhiều con. Ban tổ chức hơi nghèo nên là trong đó toàn là kẹo bốn mùa, không biết là có thấy được không? Đây. Thấy. Nguyên một rổ kẹo bốn mùa. Thấy. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video, chứ không thì chúng tôi lại nói rất là nhiều nữa. Vô. Rồi, đây là câu hỏi đầu tiên của bạn Ví. Xin mời bạn Bo sẽ trả lời. Anh ơi, iPhone 12 Pro Max là máy gaming iPhone được không ạ? Bo, iPhone 12 Pro Max hả? Trời ơi, hỏi con nào cũng hỏi ngay cái con đó thì thôi. Ok, chốt đơn luôn, Max upside rồi. Cũng đi. Good job, amazing. Buộc con đó để chơi game mình hết bài luôn nha. Không còn gì để nói với bạn cãi nữa. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này hàng bữa chúng tôi trả lời nhưng mà trả lời ngắn thôi. Bây giờ sẽ nhờ Khang Mon trả lời sâu hơn cho bạn Khoa Nguyễn nha. Samsung S10 Lite xài còn ngon không ạ? Nhu cầu về camera, màn hình và cấu hình. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Samsung S10 Lite hả? Bạn này hỏi có đáng mua không hả? Trời ơi, con này nếu nhớ không lầm tầm giá 13 triệu. Đúng con rồi. Này rất đáng mua. Con này phải nói là nên mua luôn, bởi vì nó cũng gần với lại như là last ship rồi, nhưng mà chẳng qua là nó là phiên bản được rút gọn lại, nhưng mà vẫn được trang bị rất là nhiều cái ngon. Đặc biệt nhất có một cái điểm mà mình em rất thích, đó là hàng chính hãng tại Việt Nam, có thể xài được 2 sim, xài được chip Snapdragon 855 là rất là ngon lành luôn, chơi game chiến game mượt mà. Con này còn có tuổi thọ lâu nữa nha các bạn. Đúng rồi, thiết kế thì cũng rất là đẹp, mặc dù là nó không quá sang trọng là kim loại và kính, tại vì nó là bản rút gọn, nó được làm bằng nhựa thôi, nhưng mà vẫn rất là sang trọng. Đúng rồi, hoàn thiện rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ vẫn có một màn hình chất lượng với độ phân giải là Full HD cộng, sử dụng tấm nền Super AMOLED, màn hình lớn 6.5 inch. Đó, nói chung là rất là ngon lành, vẫn còn mang đến chúng ta những trải nghiệm rất là tốt. Trong phân khúc giá là 13 triệu. Ăn chút ngọt ngào đi em, nấu là Samsung mà xài chip Snap nữa thì phải mua thôi. Rồi. Ok, chúng ta sẽ đi qua câu hỏi thứ 3. Bingo. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Sao Milo TM. iPhone XR bây giờ giá bao nhiêu vậy ạ? À, hôm nay mình thấy chị Trinh làm rất là nhiều những cái clip về siêu thị rồi khuyến mãi này nọ, thì không biết hiện tại giá iPhone XR là bao nhiêu chị nhớ không? Nghề tôi mà. Bao nhiêu? Kêu dẫn bán hàng. iPhone XR hiện tại nếu mà bạn mua máy mới tại Thế Di Động luôn nha, máy mới luôn. 64GB thì bạn. 64GB. Đúng rồi, thì sẽ tầm khoảng là 12.5 triệu. 12.5 triệu. Đúng không? 12 triệu. Chắc là sẽ xê dịch bao nhiêu đó, mấy chục thì cũng không nhớ nữa, nhưng mà nó sẽ tầm đó, khoảng tầm 12.5 triệu. Nói chung là tham khảo chi tiết thì mình đã có lễ link ở phía dưới rồi. Nhưng mà khoảng tiền thì nó sẽ khoảng đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu hỏi tiếp theo luôn. Câu hỏi tiếp theo. Giống như hôm nay mình đang chơi rung chuông vàng quá ha. Ai là triệu phú đồ á. Thôi giờ mình làm rung chuông vàng là chương trình gì vậy? Thôi rồi, nhìn là không biết tuổi thơ, thấy là không biết tuổi thơ rồi. Câu hỏi này sẽ là của bạn Chicky Gaming. Bạn hỏi là trong tầm giá trên 3 à trên à, 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 trong tầm giá trên 3 dưới 4 triệu thì em nên lựa chọn con máy nào phù hợp để mà chơi game, chụp ảnh tốt. Vin Vin trâu ơi là trâu, màn hình tầm 6.5 inch, nhưng mà bạn chỉ mua tại Thế Di Động thôi nha. Mong được dạy. Trên 3 triệu hả? Trên 3 triệu dưới 4 triệu. Chị đọc mà khó hiểu quá hả? 3 dưới 4 triệu. Trên 3 dưới 4 á các bạn. À, ok. Nghĩa là từ 3 tới 4 triệu. Giống như trên răng dưới tóc rồi các thứ gì đó. Rồi. Dưới này chính nè. Trên 3 triệu dưới 4 triệu thì hiện tại nếu mà mua để chơi game. Kiểu mua giải trí. Ngon. Để cho cái ăn. Thì có Redmi 9T. Đó là trong cái câu trả lời kia thì cũng Thế Giới Động cũng có một bạn đã đưa option là Redmi 9 hoặc là Redmi 9T. Thì Redmi 9T cũng rất là xứng đáng, hình như là 3.8 triệu á. Nhưng mà mình có một option khác xứng đáng cho bạn lựa chọn nhiều hơn so với Redmi 9T nếu như mà bạn muốn tiết kiệm một khoản tiền, đó là Vsmart Joy 4. Vsmart Joy 4. Đúng rồi. Còn Redmi 9T thì là sử dụng chip Snap 662, còn Vsmart Joy 4 thì là 665. Hai con này mình cũng đã có làm một video so sánh đánh giá rồi. Ồ, rồi chị nhớ rồi cái video mà mình sẽ làm so sánh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em test xong là em có kết quả là ai hơn anh? Có kết quả rồi. Thật ra hai con chip này đều không có hơn nhau gì cả. Mà thậm chí
con chip Snapdragon 665 ra trước, nhưng mà hả, tới giờ hiệu năng sử dụng vẫn nhỉnh hơn so với 662. Thao tác bấm mở app đều cho lại rất là nhanh nhẹn, vượt trội hơn hẳn 662 luôn. Load app mọi thứ đều vào nhanh hơn. Không, nhưng mà lúc mà chị nhìn đó thì chị nhìn những cái thông số nha, thì chị đoán là con Redmi 9T sẽ thắng. Tại vì đúng là tại vì trên hãng này là mọi thứ nói là 662 là sẽ được cải tiến lại rất là rồi, nhiều, mà nó chịu ra tốt hơn. Camera sẽ chụp 48 megapixel. Nhớ như mà nói tới camera, bạn đã chụp hình đúng không? Thì nhìn chung về chất lượng chung á thì của cả hai cam con này chụp ra đều không có xê dịch nhau bao nhiêu cả. Chỉ có cái là ở Redmi 9T nó sẽ có chất lượng hình ảnh tốt hơn bởi vì có độ phân giải cao 48 megapixel. Nhưng mà đó là chụp với độ phân giải 48 nha. Còn nếu mà chị chụp hình bình thường ở trên Redmi 9T thì nó cũng chỉ ở dạng 12 megapixel thôi. À, tức là mình sẽ phải chỉnh sang cái đúng chế độ, sang chế độ 48 thì đó, đúng rồi. 48. Và nếu mà khi mà các bạn chỉnh sang chế độ 48 thì đương nhiên là các bạn sẽ phải tốn dung lượng để lưu trữ nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nhìn chung là nếu bạn quan tâm chụp hình thì hai cái camera này nó không xê dịch nhau bao nhiêu, chụp hình bình thường vẫn rất là tốt, hình ảnh lên tươi sáng chi tiết. Nhưng mà ở đây bạn có thêm một cái nữa là viên pin trâu thì chị nghĩ Redmi 9T vẫn thắng nhờ. Redmi 9T thì có viên pin 6000 mAh, sử dụng lâu hơn một tí xíu so với lại Vsmart Joy 4 thì thời gian sử dụng được khoảng là hơn 7 tiếng, còn Redmi 9T sau khi mà test xong á thì nó có cái thời gian sử dụng là khoảng 9 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tại sao cuối cùng sau khi đó em lại vote là Vsmart Joy 4 hơn? Vsmart Joy 4 hơn, tại vì nếu em nói là nếu như bạn muốn tiết kiệm một khoản tiền. À rồi, chị hiểu rồi, tức là cái ý của Khang đây là nếu như mà bạn muốn tiết kiệm thêm một khoản tiền nữa thì đúng rồi, cái sự chênh lệch đánh đổi giữa Redmi 9T và Vsmart Joy 4 nó không có nhiều. Đúng rồi. Nên là Vsmart, nếu như bạn chọn cái tiêu chí là tiết kiệm tiền thì Vsmart Joy 4 sẽ ok hơn. Đúng, chính xác. Còn nếu như mà bạn ok thoải mái thì đương nhiên giữa hai con máy này thì Redmi 9T nó sẽ trên hơn chút xíu. Nó đương nhiên thì nó tiền nhiều hơn thì nó phải có một cái tốt nhưng hơn. Mà nó không tốt hơn nhiều đúng không? Đó. À, đã hiểu ý kiến của Khánh Mất. Tuyệt vời. Okay, thì này cái nói chung là hai option cho bạn lựa chọn đó, thì cùng tùy đi. Ý bạn lựa chọn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Ừ. À, đây là câu hỏi của bạn Khang Lê, nhờ bạn Khang Mon trả lời. Khang Lê. Anh ơi, 7,5 triệu nên mua Realme 7 hay là Poco X3 hay là các loại máy khác để CHS game có nên mua không? Mong được lên list. Không có hiểu cái phía sau 7 đó. Triệu rưỡi hả? Nhưng mà hiểu ra là chúng ta giữa Realme 7 và Poco X3 thì mình sẽ nên mua cái nào? Hoặc là có con nào ok hơn không? Trước tiên thì đính chính lại với bạn là cả Realme 7 và Poco X3 Realme 7 và Poco X3 Poco X3 ăn kẹo các bạn. Thì cả hai con máy này đều dưới 7 triệu chứ không hề 7 triệu rưỡi. Cả hai con máy đều chỉ có hơn 6 triệu rưỡi thôi. Thôi bạn dễ dàng 500 đó, bạn đi dán màn hình và mua ốp là tuyệt vời đúng không? À, bậy quá, nhưng mua cũng không có thế giới di động khi mà mua máy thì tặng kèm. Thôi bỏ. Thôi bỏ. Dạ, lít nhiều lít. Nếu như mà so sánh giữa Poco X7 và... Đó là... Poco X3 và Realme 7. Ồ. Lại Poco X3 và Realme 7. Ok. Giữa Realme C7 à lộn. Realme C7. Giữa Realme 7 và Poco X3 thì cái đánh giá nha. Cả hai con máy này con nào cũng đều đáng mua trong cái tầm giá này hết, bởi vì nó đều rất là ngon, rất là mạnh. Nhưng mà nhu cầu của bạn đi chơi game. Nếu mà nói tới chơi game thì chip Snap luôn mang đến cho chúng ta cái trải nghiệm nó tốt hơn rất là nhiều so với lại Helio. Thật mặc là dù là á, ổn định thì đúng không? Đúng không? Mặc dù là đồng ý là Helio G95 ở trên con Realme 7 vẫn là một con chip để mà hỗ trợ chơi game, nhưng mà so sánh về nếu mà những cái game gọi là trên mặt đồ họa cao thì cái GPU Arino ở trên chip Snap cái gì vậy? Phá dễ sợ quá thiệt, cái tôi cũng là trên phá như vậy luôn á. Thì nếu những cái GPU ở trên những cái GPU Arino ở trên chip Snap thì sẽ hỗ trợ và xử lý đồ họa tốt hơn là so với lại những cái GPU Mali ở trên Helio. Vậy luôn hả? Ừ. Nên là chơi những cái game mà về mặt đồ họa nặng, chẳng hạn như PUBG Mobile này nọ, thì nó sẽ mượt mà hơn so với lại con chip là Helio G95 vậy ở trên chiếc Realme 7. Nếu mà nói về chơi game thì sẽ là Poco X3. Đúng, chính xác. Thì đúng nhu cầu của bạn luôn là bạn muốn chơi game. Vậy còn nếu như mà so sánh về tổng quan thì hai con này ưu nhiều nhất. Nếu mà so về mặt ưu điểm và nhược điểm nha, thì cả hai con này nó cũng không có cái gì quá nhiều. Chỉ có một cái nhược điểm ở trên con Poco Phone X3 mà các bạn sẽ phải chịu, đó là về phần mặt thiết kế của nó sẽ hơi thô một tí xíu so với lại chiếc Realme 7. Realme 7 thì trong nó thanh mảnh, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đúng rồi, những cái chiếc mặt của Realme thì thường sẽ hướng tới cho những cái người mà thích chụp ảnh đẹp, thời trang đó. Còn ở trên Poco Phone thì nó hơi dày, nó hơi thô dày, một tí hơi xíu sẽ dành cho những bạn nào là nam mà thích chơi game. Đúng rồi, cốt hình mạnh mẽ. Vậy thì nếu mà trả lời cho câu hỏi của bạn thì bạn nên chọn Poco X3. Ngược lại, nếu như bạn nào cũng đang thắc mắc như vậy nhưng bạn sẽ quan tâm tới cái trải nghiệm chụp ảnh rồi cái tính thời trang nhiều hơn thì các bạn sẽ nên chọn Realme 7. Ok, hợp lý luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo luôn nha. Bạn ơi, câu hỏi tiếp theo của chúng ta là của một cái bạn tên là CMF JARK, khó đọc
hỏi tên quý bạn tên gì. Thôi bỏ qua tên luôn. Thôi bỏ qua cái tên luôn. Bạn comment là: anh ơi, nếu mà trong tầm 2,5 triệu thì mua Redmi 9C hay là mua Realme C20? Câu hỏi này hay là Realme C20 mới ra. Redmi 9C thì ra lâu rồi đúng rồi. Giá của hai con này hả? 2,5 triệu. Đúng rồi. Nếu như mà so sánh giữa hai con này, con nào đáng mua hơn? Em nói thật luôn nha, nhìn vô một phát là em muốn mua con Redmi 9C nhiều hơn so với lại con Realme C20. Tại sao? Về mặt cấu hình thì cả hai con này đều xài chung một chip là G35 rồi thì không nói ha. Về thiết kế bên ngoài thì nhìn nó cũng bằng nhựa, tương đồng với nhau, không có gì gọi là hơn thua cả. Pin cũng ngang hàng nhau, màn hình cũng ngang hàng nhau. Tuy nhiên ở Redmi 9C nó được một cái, đó là chúng ta có tới tận 3 camera sau. Đúng rồi, Realme C20 thì chỉ có một camera thôi. Về cái bài đánh giá chi tiết Realme C20 thì Huy cũng đã có một cái clip đánh giá chi tiết rồi, mình sẽ quăng nhẹ cái link ở đây nha. Rồi, bạn nào quan tâm có thể bấm cái link ở trên thì các bạn sẽ coi kỹ hơn về Realme C20. Tuy nhiên ngày hôm nay ở đây thì sẽ là cái câu trả lời cho cái việc là giữa Redmi 9C và Realme C20 như thế nào. Đúng không, đây thì cũng hơi hụt hẫng về cái việc mà nó chỉ có một camera đơn sau thôi. Nhìn ban đầu nhìn qua thì em tưởng là nó còn được 2 cam. Chị bật lên chế độ, chị thấy nó được trang bị chế độ chụp đêm với lại chụp chân dung. Tại vì camera ở trên Realme C20 là nó được trang bị AI. Nên là nó sẽ xử lý những cái việc là chụp đêm và chụp chân dung nó bằng AI. Nhưng mà nhìn chung á thì xóa phông bằng chân dung bằng AI thì nó cũng không thể nào ngon bằng so với cái việc là xóa phông bằng cái cơ hiểu. Phần cứng đó. Nên là ở Redmi 9C nó vẫn sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm rất là tốt, rất là ngon lành. Nên nếu bạn quan tâm về phần camera hoặc là nói chung luôn về trong phần giá tiền hai cái bằng nhau, cấu hình mọi thứ ngang nhau, thì dĩ nhiên Redmi 9C vẫn đáng mua hơn bởi vì có tới tận 3 camera. Đúng rồi, ok. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi thật ra thì vẫn chưa cuối cùng đâu, mình sẽ còn hai câu hỏi nhỏ của hai bạn nữa, nhưng mà một lát mình sẽ trả lời nhanh thôi, tại vì hai câu hỏi đó khá là nhỏ nhưng mà tại vì các bạn cũng mong muốn được lên sóng nên mình sẽ trả lời. Câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Mẫn, bạn hỏi là liệu Samsung có ra dòng Note 21 hay không. Trời ơi, câu hỏi này quá ha, quá hợp với tôi luôn, tại vì chị tôi rất là hay làm hai new. À chà, câu hỏi về chị nghĩ xem ơi, Note 21 Samsung có ra hay không? Samsung liệu có sẽ bỏ dòng Note 21 không ta? Thật ra chị nghĩ bây giờ tất cả là Trinh nghĩ thôi nha. Trinh nghĩ sẽ rất là khó để họ bỏ. Đúng, em cũng tại nghĩ vì là như vậy. Một cái lập luận đầu tiên đó chính là cây bút S Pen là signature của dòng Note, đúng không? Và chúng ta đã từng nghĩ ra là cái cây bút này nó sẽ được lên dòng S và phổ cập, nhưng mà sự thật thì các bạn cũng thấy rồi đó, nó chỉ xài được cho S21 Ultra mà thôi. Như vậy là cái động thái phổ cập cái cây bút S Pen này của Samsung thực sự chưa mạnh mẽ. Nhưng luận mà điểm em cũng có hỏi nhiều người là vậy thì mua S21 Ultra này có mua bút không? Hơn 50% đều không mua bút. Bảo là không cần thiết mua bút, tại vì nếu cần bút anh sẽ mua Note luôn cho tiền. Bởi vì mua S xong bây giờ mua thêm bút nữa tốn tiền. Thì chị nghĩ là cái bước mà nhả cái bút S Pen cho S21 Ultra ở đây á thì là tức là hỗ trợ thêm thôi. Không phải hỗ trợ, một cái bước thử của Samsung. À, thử nghiệm á hả? Là người dùng sẽ như thế nào? Người dùng sẽ phản ứng như thế nào với cái việc là dùng cái bút trên cái dòng S21 này. Đúng. Và nếu như mà thành công thì maybe nhiều khả năng là họ sẽ bỏ dòng Note 21. Nhưng mà em thấy nhưng tình hình hiện tại là không ổn. Là không khả thi rồi đó, nên là càng có nhiều khả năng là họ sẽ không thể nào bỏ được dòng Note 21. Tự nhiên đứa con cưng của mình cái mình dòng Note bán rất chạy nó. Đúng rồi, doanh số dòng Note lúc nào ra cũng rất là cao. Chị đi hỏi rất là nhiều người rồi nha, chị hỏi những người mà người ta dùng Samsung á thì cái việc đầu tiên mà họ nhắc đến khi mà nghe tới Samsung họ sẽ nghĩ tới ngay dòng Note. Đúng, dòng Note từ xưa tới bây giờ, từ những cái đời mà Note 3, Note 4 này nọ rồi mà nó rất là ngon luôn. Bỏ Note 21 thì chị nghĩ là không đâu. Làm sao họ có thể bỏ được đứa con, một cái gà cưng của họ đang rất là mạnh mẽ để chiến đấu với lại Apple. Ok, nói chung là ban tiên tri trần dần của chúng tôi tuyên đoán là sẽ không bỏ Note 21 sẽ không có bị bỏ. Và thông tin này đã được chứng nhận bởi tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Nhưng mà nói chung các bạn đặt niềm tin ở tụi mình thì mời các bạn ăn kẹo. Nói chung là nó chơi cho vui các bạn chút xíu vậy thôi, nhưng mà đây cũng chỉ là những cái phỏng đoán của tụi mình và suy luận vậy thôi, chứ còn về những thông tin cụ thể thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đợi một cái thời gian tiếp theo nữa thì mới có thể chắc chắn được, bởi vì hiện tại nó vẫn khá là ít thông tin. Nên nhưng mà 99.9% đúng rồi, nhưng mà sẽ nghĩ là sẽ không bỏ đâu. Của những con người sâu sắc này dự đoán là sẽ không có bỏ đâu. Và các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ là Samsung sẽ có bỏ dòng Note S21 này hay không? Liệu năm nay chúng ta có Note S21 không? Thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha để chúng ta cùng nhau dự đoán xem là năm nay Samsung có cho ra mắt hay không. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến hai cái câu hỏi cuối cùng luôn đi, rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Bạn này hỏi, nói chung là hai bạn này hỏi rất là đơn giản, mình sẽ trả lời nhanh luôn. Tại vì
có chữ mong được lên 6 này phải cho lên. À, có chữ mong được lên 6. Anh Khang ơi, cho em hỏi là sau Tết này Realme 6 tại Thế Giới Di Động có giảm giá không? Anh mong được lên 6. À em ơi, cái câu hỏi này á thì nó khó hả? Hơi khó tại vì em phải... nó rất khó luôn á. anh không có làm trong sắp xếp giá của siêu thị nên không biết. Nên em phải đợi qua Tết thử coi là có thông báo gì giảm giá hay không thì em mới biết được nha. Nhưng mà hiện tại thì Thế Giới Di Động đang có một cái chương trình gọi là Tết sẻ chia, là chị không nhớ là cụ thể là Realme 6 có giảm giá hay không. Có, Realme 6 có này giảm giá luôn. Nói chung là có hầu hết tất cả những cái sản phẩm đang kinh doanh trên Di Động đều đang được giảm giá. Thì chị nghĩ là em nên mua trước Tết em đi. Em nên mua trước Tết. Còn không? Sau Tết thì tình hình như thế nào anh không thể chắc chắn được. Không biết này. Được, không biết được. Đấy, nên là hiện tại nó đang giảm thì em nên mua đi. Còn sau Tết thì hên xui lắm em nha. Ok, link thì anh đã có để sẵn ở dưới cho em rồi. Và tiếp theo là câu hỏi. Và bạn này hỏi là Vismart Active 3 thì hiện tại đang được giảm giá bao nhiêu vậy anh? Rồi trả lời nhanh luôn cho bạn là Vismart Active 3 thì hiện tại Thế Giới Di Động đang có chương trình Tết sẻ chia như chị nói vừa nãy. Ừ. Nên là sẽ được giảm giá 200.000 khi các bạn mua trực tiếp tại Thế Giới Di Động. Ngoài ra nếu bạn nào chúng ta không có nhiều thời gian đi tới Thế Giới Di Động thì các bạn mua online thì các bạn sẽ được giảm nhiều hơn tới 320 luôn. Mua online tại nhà được giảm tới tận 320. Là được giao hàng miễn phí luôn. Giao hàng free ship miễn phí, được chọn lựa màu máy luôn. Thế Giới Động có một cái ưu đãi là một cái đặc quyền là các bạn. À khi mà các bạn đúng rồi, order thì Thế Giới Động sẽ mang hết tất cả các màu đến. Đúng rồi, cho các bạn lựa chọn, các bạn xem qua màu là đẹp thì các bạn sẽ lấy. Đó. Đấy là cái đặc quyền chỉ mua tại Thế Giới Động các bạn mới có thôi nha. Ok, và như vậy là hôm nay Trinh và Khang Mon đã trả lời xong hết cho các bạn những cái câu hỏi của Công nghệ Pate. Quên bài phải không? Quên tên series của mình. Và trong số tuần sau thì số tuần sau là nghỉ Tết rồi đúng không? Số tuần sau là gần nghỉ Tết rồi nên tụi mình đang phân vân là có nên làm một cái mini game, một cái kẹo kẹo mà bóp cái kẹo qua nó vô cái mắt. Ok, không có sai. Lỗi. Lại. Khỏi luôn. Vô luôn. Vô luôn. Ok. Như vậy là tụi mình đã cùng nhau trải qua rất là nhiều câu hỏi trong số công nghệ Pate. Và chúng ta cũng đã đi qua, đây là số cuối cùng của tháng này. Ờ đúng rồi. Và hình như là còn một hai số nữa thì chúng ta sẽ nghỉ Tết đúng không? Đúng. Là tụi mình đang phân vân là giữa sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn thì tụi mình có nên làm một cái mini game. Mini game mình tặng giveaway dành cho các bạn. Cho nên là bạn nào mà đang ủng hộ tụi mình thì hãy comment bên dưới nha. Tụi mình sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ nên tặng quà gì cho những bạn fan của công nghệ Pate. Đảm bảo với các bạn quà cực kỳ giá trị dưới 1 tỷ đồng nha các bạn. Dưới 1 tỷ đồng, trên 1.000 đồng dưới 1 tỷ đồng nha các bạn. Đó. Nên các bạn hãy suy nghĩ coi là các bạn có những góp ý gì cho cái series này, các bạn mong muốn như thế nào thì các bạn hãy chia sẻ dưới. Và đừng quên là tiếp tục cho ra những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn cứ để phía dưới, mình sẽ tổng hợp lại và trong số sau mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về laptop, về đồng hồ, về phụ kiện thì các bạn có thể cứ để lại phía dưới. Mình đúng sẽ nha. Mời về đây các reviewer chẳng hạn như Trinh Khay, rồi Trinh ở đây nè, rồi chị Hằng, rồi Sơn này nọ rất là nhiều. Không lẽ là mình làm một cái buổi họp bàn tròn ha, mình làm một cái hỏi sẽ dòng câu hỏi gì về những cái bản khác như là laptop, về điện thoại, về cái gì nhỉ, đồng hồ. Thì các bạn cũng cứ để lại comment bên dưới nha, thì tụi mình sẽ đi liên hệ với anh chị em cô dì chú bác họ hàng hai bên rồi tụi mình trả lời cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào, chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây thôi, và số sau sẽ có giúp bà quay nhìn tụi số sau nhớ đón xem nha. Bye yes. Bye. À đừng quên like và subscribe kênh sub 1 triệu sub. Bye bye.